Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Nay em lại đang nhận sửa cái loa hệ thống âm thanh của con Benza đời 2010. Con này nó hiện tại bây giờ nó đang bị cái hiện tượng là nó loa nó bị rè. Nó rè rất là kinh khủng luôn. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách tháo cái cửa ra để nếu có bác bị hỏng thì ở xa thì tháo loa như em hướng dẫn gửi về em, hoặc là ở Hà Nội đánh xe qua như này em sửa luôn cho các bác nhé. Ok, bây giờ con này đầu tiên là tháo, các bác dùng cái cậy. Cậy đơn giản, nó là cậy vào trong này, và nó có con ốc ở đây thì em đã vừa tháo xong rồi này. Còn cái dưới này, đây là bác cậy cái này lên. Cậy có chú ý nhá, cậy này nó dễ lắm, nó có hai cái nở này. cái này nở dễ lắm, nó rút cái rắc là đơn giản. Cái tháo con ốc ở đây này, cái ốc đang tháo cửa này. Sau khi tháo được cái ốc là các bác cậy cậy luôn rồi, cậy thẳng ra, nó cậy mạnh này. Nó chỉ có hai ốc thôi nhé. Đấy, xong rồi qua cậy cái này cậy ra thì dễ lắm, lại rút rắc nó xong. Đây nó con loa này gọi là nó vừa là loa chắc nhưng mà chắc thiên trung, thiên giải trung nên nó không vấn đề gì. Và con loa này nó rất hay bị hỏng cái côn loa, cái đập. Đến thời điểm bây giờ nó hơn chục năm rồi, cái keo của nó kém rồi cho nên là nó bị lão keo hỏng loa của nó. Nhìn này, các bác có thể nhìn này, cái nếp mút của nó là mủn ra luôn rồi. Thời gian cái này gọi là thời gian cái này nguyên nhân của nó thì là do gì? Cái này đến tuổi thọ anh ạ, cái này chắc chắn là do tuổi thọ rồi, mấy năm rồi, lâu rồi mà xe này từ 2010. Vâng, ok, nó hỏng cái gân này, hỏng cái bằng nhẹ này, hỏng côn bên trong này. Cho nên khi đập nó rè cái cạch. Cái còn cả con loa bên trên này nữa, loa bên trên này nó lại là loa bầu dục. Các bác có thể nhìn thấy loa bầu dục, loa này, tháo ra đi. Hệ thống loa này là hệ thống loa của JBL thì phải. Đây này, bác có thể nhìn thấy nó là JBL xịn đấy. Ok, đó, bây giờ em tháo ra. Hướng dẫn cái cánh tháo cái cánh trên này nó cũng tương tự như tháo cánh dưới, cũng giống nhau thôi ạ. Nếu các bác hỏng thì tháo loa ra gửi em sửa cho nhé. Đây, các bác có thể thấy là chiếc con loa này bên ngoài nhìn rất là bình thường. Đây, nhìn gân nhất nó không, con này lại không bị hỏng gân của nó rất là tốt, và nó bị hỏng cái này này. Em có thể cậy đẩy nó màng loa, nó nhìn đấy, cái màng nhện của nó bị bung lên, nó bị bong lên như thế này, cho nên là khi màng loa nó dao động bắt đầu nó đập vào đây và nó mất cân bằng cái côn loa đi. Nó làm có thể nó làm sát côn, hoặc là cũng có thể này. Ừ, nhưng mà cái tiếng mà nghe trực tiếp nhất là cái tiếng mà khi loa nó dao động nó đập cái côn loa vào đây này, đập cái màng nhện vào đây này, nó cái tè, cho nên là nó gây ra những cái tiếng ấy. Với lại cái quan trọng là khi cái màng nhện nó bung như thế này thì cái loa nó đánh không đúng tiếng bình thường nữa, bởi vì loa nó không còn cái giữ, côn loa có thể bị lệch và màng loa nó dao động, nó không có cái gì giữ nữa, nó nghe nó không đúng mà không hay bằng như cũ nữa. Bây giờ em phải tháo ra, muốn sửa cái đấy phải tháo loa lại, và cái thời gian làm như này nó rất mất thời gian. Và các bác bị hỏng thì phải mang đến nơi chuyên làm loa nhé, để người ta làm cho nó cẩn thận ạ. Không làm ba bữa là nó bong ngay rồi. Các bác cứ lấy silicone trước nhỏ ở đây, là ba bữa nó bong ngay là hỏng đấy ạ. Cảm ơn các bác đã xem video.